Mới đây nhất, Đen Vâu ra mắt MV mang tên Trốn Tìm vào tối ngày 13 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của anh. Sản phẩm lần này của anh còn có sự góp giọng của nhóm nhạc MTV. Ca khúc là một sản phẩm dung dị, suy nghĩ và chân thành. Sản phẩm đã được chia sẻ nhận được nhiều bình luận đồng cảm ngay trong đêm ra mắt. Sau 24 giờ công chiếu MV, đạt 4 triệu lượt xem trên YouTube và đứng ở vị trí số 2 của bảng xếp hạng, xếp sau ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn của nam ca sĩ Sơn Tùng NTT. Trước giờ, các MV của Đen Vâu luôn có nhiều ý tưởng thú vị, vừa đơn giản, tiết kiệm, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn sự lan tỏa trên mạng xã hội. Và sản phẩm Trốn Tìm lần này được diễn ra trên khung cảnh như một bức tranh mang nhiều hoài niệm với đồng cỏ thanh thang, đàn cừu non ngơ ngác và đồi núi chập trùng. Đen Vâu hóa thành một tán cây, đợi những đứa trẻ thường lấy làm chỗ để bịt mắt, đếm số khi chơi trốn tìm. Tán cây ấy lặng lẽ chứng kiến hành trình một cô bé từ ngày thơ ấu cho tới khi trưởng thành và trải qua những hạnh phúc lẫn chia lìa của chuyện yêu đương thường tình. Sau khi MV được ra mắt, đã nhận về rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó vẫn nhiều ý kiến trái chiều không thể thiếu, đặc biệt rapper MCU hay còn biết đến với cái tên Hưng Cao. Anh đã bình luận phía dưới một bài viết về Đen Vâu. Anh cho biết rằng Đen đã tiếp cận được, nghe nói xưa bài trừ fan like ghê lắm. Còn nhớ trước đó, MCU đã từng nhận xét về Đen Vâu anh không thích và thấy nhạc Đen nghe hơi buồn ngủ. Nội dung thì yêu đương xến xúa không thích lắm. Được biết trong quá khứ cả hai người cùng chơi với nhau, từng hoạt động chung nhóm. Nhưng vì những xích mích và hướng phát triển khác nhau nên đã không còn hoạt động chung. Hiện tại, dòng bình luận của Hưng Cao đang nhận về rất nhiều sự chú ý của rap fan. Bản tin tiếp theo, mới đây cộng đồng mạng lại được dịp rôm rả khi Sơn Tùng MTP và CEO MTP Entertainment cùng nhấn follow Justin Bieber trên Instagram. Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và tạo ra cuộc bàn luận xôn xao. Nhiều ý kiến dự đoán, hẳn Sơn Tùng đang ngầm nhá hàng về màn hợp tác trong tương lai không xa với Justin Bieber. Tuy nhiên cũng có khán giả cho rằng việc nam ca sĩ gốc Thái Bình theo dõi người nổi tiếng trên trang cá nhân rất bình thường. Do đó đây cũng chỉ đơn giản là hành động thể hiện sự yêu thích và ngưỡng mộ đối với ngôi sao toàn cầu. Bên cạnh đó, rất đông khán giả lại ủng hộ nhiệt tình màn kết hợp này. Trước đây, không ai nghĩ được Sơn Tùng MTP sẽ mời ngôi sao lớn như Snoop Dogg xuất hiện trong MV của mình. Tuy nhiên, anh chàng đã làm được điều mà nhiều người đã nghi ngờ ở thời điểm đó. Hơn thế nữa, tài năng của Sơn Tùng MTP đã vươn ra tầm quốc tế. Mới đây, anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có bài hát lọt vào bảng xếp hạng Billboard toàn cầu. Chính vì vậy, cú bắt tay với Justin Bieber được tin tưởng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại comment ý kiến. Bấm theo dõi kênh Hay Ho Rap Việt để cập nhật thông tin mới nhất.